Kính thưa quý thầy cô, chúng em là tiểu nhóm nhỏ của nhóm 1, của tổ 1, của lớp IC K28. Hôm nay nhóm chúng em sẽ thực hành cái phần khám vận động chi trên. Nhóm chúng em gồm có 6 thành viên. Thứ nhất là em Nguyễn Thị Hoài. Thứ nhì là Nguyễn Hồ. Thứ ba là Phạm Kiều Mộng Diễm. Thứ tư là Nguyễn Đức Công. Thứ năm là Phạm Thị Ngọc Đỉnh. Thứ sáu là Nguyễn Tấn Đạt. Và bài khám hôm nay thì do bạn Phạm Kiều Mộng Diễm phụ trách phần khám và bạn Nguyễn Đức Công đến giai bệnh nhân. Và xin mời hai bạn. Chào bác sĩ. Em là Diễm, hôm nay được phân công khám vận động chi trên cho anh. Anh cho em hỏi anh tên gì? Tôi tên Nguyễn Đức Công. Dạ, cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi? Tôi 60 tuổi. Dạ, anh làm nghề gì? Tôi làm nghề đồng. Hôm nay là em được phân công khám cho công cho nên anh hợp tác cùng em để cho chuyện hành được thuận lợi. Anh làm cái hướng dẫn của em và anh một lọ phần chi trên cho khám. Dạ. Xương bả vai thì áp sát vào lồng ngực đều hai bên, rãnh trên đan ngực, mẫn quạt, mẫn cùng vai, khớp cùng vai, mối động lớn, mẫn trên lồng cầu ngoài, mẫn trên là mẫn trên là cầu trong, mẫn khuỷu. Rồi bây giờ em đo chiều hai chân anh. Anh làm ơn anh co hai tay lên rồi, co hai tay sát như đông. Rồi. Bên kia luôn. Như thế này. Mình đo chiều dài tuyệt đối. Mối rộng lớn. Đứng trên lồng cùng ngoài. Hai bên đều nhau 24 cm. Bây giờ mình đo chiều dài tương đối và mẫn. Anh dẫn để anh là mẫn mẫn cùng vai, cái mẫn trên là cầu ngoài. Đều nhau. Anh thả lỏng hai tay. Rồi bây giờ chuyển sang khám vận động. Anh làm theo lời hướng dẫn của em. Rồi anh làm ơn đứng lên. Rồi hai tay anh khép vô trong. Bây giờ mình đưa ra trước là như thế này, mà đưa ra sang như thế này. Anh làm tối đa ha. Rồi bây giờ mình đưa ra. Khoan. Bây giờ mình đưa ra trước. Anh cứ đưa ra trước, tốt ạ. Bên kia anh ngồi hạ xuống. Rồi bây giờ mình đưa ra. Hai bên đều nhau 150 độ. Rồi bây giờ mình đưa ra sau. Anh đưa ra sau như thế này. Và anh đưa ra sau. Rồi anh hạ ta xuống. Anh đưa ra sao? Rồi 45 độ đều nhau. Rồi bây giờ anh hai tay đưa lên cao như thế này. Rồi đưa tóm ra. Anh hạ tay xuống. Rồi bây giờ anh cứ đưa lên. Rồi hạ tay xuống. Đưa lên 60 độ, hai bên đều nhau. Rồi khép, anh đưa hai tay luôn trong. Rồi anh trở về tư thế bên đầu. Rồi anh
60 độ hai bên đều nhau. Bây giờ mình khám động tác xoay. Xoay hai tay, hai cánh tay anh khép vô trong. Hai tay anh khép vô trong rồi, hai tay anh như thế này là bình thường. Như thế này là đưa ra ngoài, như thế này là đưa vô trong ha. Rồi anh bắt đầu. Anh bắt đầu làm. Rồi anh đưa ra ngoài nha. Đều nhau 70 độ. Rồi, bây giờ anh đưa vô trong. Rồi, anh đưa trong nha. Rồi, anh trở về tư thế ban đầu. Rồi, anh đưa vô trong. Rồi. 72 độ. Hai bên đều nhau. Rồi, bây giờ anh ngồi xuống. Rồi, chiều dài xương cánh tay. Bấm trên là cầu ngoài. Bấm trên là cầu. Bấm trên là cầu ngoài. Bấm trên là cầu trong. Và bấm khuỷu. Đây là tam giác Hilton. Tam giác cân. Đỉnh là bấm khuỷu. Đỉnh hướng lên trên. Anh làm ơn xoay xoay người qua bên đây, xoay xoay nữa, xoay xoay xoay. Đây là đường Newton đi từ mõm trên là cầu ngoài tới mõm khuỷu và mõm trong. Mõm trên là cầu trong, đường Newton. Bên đây vẫn vậy. Đây là mõm khuỷu, đây là mõm trên là cầu ngoài, mõm trên là cầu trong. Đây là tam giác tên tam giác Newton. Tâm giác cân đỉnh là móng khuỷu hướng lên trên. Và đây là đường Hilton, móng trên là cầu ngoài, móng khuỷu và móng trên là cầu trong. Giảm xương quay. Anh sắp rửa. Đây là móng giảm xương quay. Đây là móng trong quay. Đây là móng trong trụ. Tiến hành đo chiều dài tương đối của xương cánh tay. Tương đối. Là 24. Tuyệt đối. Là 25. Trục cánh tay là khớp vùng vai, rãnh cơ nhị đầu và hút khuỷu làm trục thẳng hai bên. Bây giờ anh làm động tác anh em theo lời anh hướng dẫn. Hai tay khép vô trong, hai cánh tay khép vô trong. Hai tay anh đến thế này, như thế này là sắc, như thế này là giữa. Anh tiến hành làm động sắc và tư thế ban đầu giữa. Rồi trở về tư thế ban đầu. Bệnh nhân thực hiện động tác sắc giữa đều hai bên thực hiện 90 độ. Rồi anh hạ tay xuống, rồi anh đưa tay lên cao. Rồi như thế này là gấp và như thế này là duỗi, duỗi anh duỗi tối đa ha. Gấp. Anh gấp lại và anh duỗi ra nha. Bây giờ anh gấp.
đầu. Rồi anh cứ gắt 150 độ gắt đều hai bên. Rồi bây giờ duỗi. Anh trở về tôi thấy mang đầu. Rồi anh duỗi. Anh trở về tôi thấy mang đầu không? Đây. Đều hai bên 10 độ. Anh khép hai tay. Anh khép hai tay hồi trong. Như cái này là sắt, mà cái này là nhựa. Sắt. Anh trở về tư thế ban đầu. Ngửa. Trở về tư thế ban đầu. Bệnh nhân thực hiện được động tác sắt ngửa đều hai bên 90 độ. Bây giờ anh tay ra rồi thì cái hai tay vô, hai nắm tay vô, như thế này là đưa ra ngoài và như thế này là đưa vô trong ha. Anh tiến hành thực hiện rồi, anh đưa ra ngoài, anh đưa ra ngoài. Ba. Thì vừa qua là cái phần thực hiện thăm khám vận động của bạn Cường Diễm và bạn Đức Công là bệnh nhân đã xong. Thì để cho cái phần khám này nó hoàn thiện hơn thì xin mời ý kiến đóng góp của các bạn cũng giống. Em xin hỏi anh có ý kiến cái phần mà khám dùng nhai của bạn Diễm đi, thì nói chung là bạn Diễm xác định các cơ hội thì tương đối chính xác, nhưng mà qua cái bài của con Diễm thì cũng làm rất tốt, nhưng mà đóng góp cái cuốn xem là cái nghiệm là cái do cẳng tay á, để bằng tay nữa thẳng lại nha, với thuốc mà đo biên độ của tay á là mình phải để cái thuốc nó lên cao quá, đừng có áp sát vô bóp cái tay người ta, mình nhân nó ta tự động ta làm cũng được, không điều hay qua ý kiến mình nếu như các bạn không còn ý kiến gì thì
những cái bài của bạn đạt với bạn hồ bạn 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 hồ trong đó thì bản thân của bệnh nhân cũng như Diễm và gái lớn sẽ rút kinh nghiệm và học bài kỹ lại để hoàn thiện kỹ năng này. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã bỏ thời gian theo dõi cái phần khám của chúng ta hôm nay. Xin cảm ơn.